Hello, xin chào quý chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Smart Gia Rí nha các bạn. Trong video này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn rất là nhiều dòng xe mới về. R15 cũng có mới về, GTX, GTX bản R có luôn. Đó, những con về thì rất là đẹp luôn. R15 thì đợt này bao nhiêu cho anh chị và các bạn luôn, nhiều lắm mọi người. Thì bây giờ mình sẽ quay báo giá chi tiết cho anh chị và các bạn nha. Có lý là mình sẽ quay con GTX bản R ra cho anh chị và các bạn trước. Con này thì cũng đời 2019 này, biển số 66 nha. Con này đẹp lắm nha mọi người. Con này thì được lên với cặp ABS trước sau luôn nha mọi người. Con này đồ chơi mênh mang luôn. Đó, một con màu đỏ đen. Con này thì đồ chơi mênh mang luôn, lên cùm tay thắng mà không thấy gì đây. Này hàng phay à. Nói chung là rất là nhị. Thì ngoài ra thì con này có độ chó đèn Ducati nè mọi người. Độ chó đèn như đó, độ hai cái chó đèn. Đây, lên ABS trước sau. Này ABS này. Đó, ABS sau kia nữa này. Con này anh chị và các bạn nào đi phượt nên mua con này về mà đi ha. Đồ chơi khá nhiều. Đó. GTX 29. Đồ cho đèn rất đẹp. Thì anh chị và các bạn mình mua thì mình liên hệ qua số điện thoại là 092770 và 448 á, hoặc 0976741725. Thì ở đâu cũng có dịch vụ trả góp, chỉ cần chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe thì chúng ta có thể mua rồi ha. Con này đi 13.000 này. Đó, 13.000. Nó có ABS ok luôn cho anh chị và các bạn luôn. Bô zin. Anh chị và các bạn nào không thích thì có thể lên bộ độ nha. Đó. Con này quá đẹp đi. Giá là 56.900.000 nha mọi người. Đó, 56.900.000. Trả góp thì mình trả tầm 17-18 triệu là mua được à. Đó các bạn nhìn này, nó lên cái chỗ đèn này, rất đẹp. Lên chỗ đèn. Các mọi người xem đi. Quá phê. Rồi, con đầu tiên 56.900.000 hàng mới về trong hôm nay. Rồi. Ngoài ra thì có một con GTX nữa này cho anh chị và các bạn luôn. Rồi. GTX XS cũng rất là đẹp, đời 2019 nha mọi người, cũng là màu đỏ đen có sơn mã cây luôn nha. Thì mâm đỏ. Đó, mâm màu đỏ nha mọi người. Con này không biết là biển số ở đâu. Con này thấy đang rút hồ sơ thì phải. Con này thì đi 19.000. Con này bồ dung móc. Móc nhưng mà nghi rất là hay mọi người. Con này là giá là 44.900.000 nha. Đó, bao đẹp cho mọi người luôn. 44.900.000 cho em GTX S này. Đó, mình mới con mới về thì mình quay chi tiết một tí cho anh chị và các bạn ha, để mình tới mình xem được thì mình mua luôn, nhanh gọn lẹ. Mới về, trời mưa này dắt vào trong này mọi người. 44.900.000, con này bà còn bọc keo này. Này, keo nó trời nè mọi người. Rồi. Tiếp theo là con bên này là con R15 nha mọi người. R15 V3 cũng là đời 2019 luôn. Em này cũng mới về trong hôm nay luôn. Cũng một màu xanh GB. Con này nhìn chung thì mình thấy đồ zin toàn tập. Không có lên được một cái món nào, ví dụ trong đổ cũng có luôn. Không có lên được gì cả. Bô sử dụng bô zin. Con này thì biển số 60 nha mọi người, 64256. Con này thì đi 10.000 coi.
Con này thì giá chỉ 59 triệu 9 thôi. Trả góp con này thì tầm 20 triệu trở lên nha mọi người. 20 triệu là có thể trả góp được rồi ha. Đó là về những con mới về. Rồi, mình sẽ vào mình cập nhật thêm một đây, sẵn logo tích chắc mình cập nhật hết cái logo tích cho anh chị và các bạn luôn á. Con này thì hàng mới về. Con này biển số 76 này. Đi 2.500 coi thì phải 56 triệu 9 cho em màu vàng đen này. Còn nếu mà màu đỏ đen này á là con này thì hồ sơ cầm tay 2019 là 54 triệu 9 nha mọi người, cũng là màu đỏ đen. Đó. Ngoài ra thì con bên này phiên bản Yoshimura này 2019 luôn, biển số 36 là 55 triệu 9 nha mọi người. Con này thì đi 15.000 coi. Đó, 55 triệu 9. Đó. Rồi. Con bên này thì biển số 60/2019 là 49 triệu 9 cho anh chị và các bạn ha. Con bên này là biển số 84/2019 là 50 triệu 9 luôn. Đó. Còn GSX mà 45 triệu vẫn còn nha mọi người. Đây. 45 triệu màu đen. Con bên này thì cũng không mấy con không có giá này. Quay update lại này tá ư. Con này nè. Có 3 con nè, không có giá kìa. Đó. Còn ngoài này còn nữa nè mọi người, sẵn để bên cập nhật hết cho anh chị và các bạn nha. Logo GSX quan trời thì nó nhiều lắm. Rồi, con này cũng là một con 49 triệu 9 nè mọi người. 49 triệu nhìn anh biển số đâu vậy? 48. À, biển số 48, 49 triệu 9 nha mọi người. Rồi con màu đen này 49 triệu 9 luôn, biển số đâu á? À, con bên này đen nhám là 47. Con bên này là 52 triệu 9 đen nhám, biển số đâu vậy? À, đang rút hồ sơ. Con bên này 49 triệu 9 luôn. 43 hả? 93. Đó mọi người xem đi, biển số 93. Con bên này là con này giá nhiêu ta? Con này giá nhiêu anh? 53 triệu 9 nha mọi người. Có mấy con không có. Con bên này là 52 triệu 9 nè, cũng đang rút hồ sơ mọi người. GSX thì còn nhiều lắm, số lượng còn rất là nhiều. Anh chị và các bạn nào mình mua thì mình tranh thủ thời gian mình ghi tới mình mua nha. GSX cũng là một cái bảng mà rất là nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Ngoài cái dòng mà GSX bản R ra thì mọi người còn ưa chuộng một dòng nữa là R15V3. Thì R10 sẵn tiện trong này mình có giới thiệu là GSX bản R. Rồi có R15 mới về nữa thì mà sẵn mình giới thiệu lại cho anh chị và các bạn cái lô R15 luôn nha. Anh em mình xem like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh nha. Con này là 57 triệu 9 nè mọi người. Đó, các bạn nhìn đi. Một con R15 là 29. Đó, đồ độ rất là nhiều. Rồi R15 vàng đen đi 10.000 coi, biển số thành phố 63 triệu 9. Con bên này thì màu đỏ đen nè mọi người. 59 triệu 9. Con này là 57 triệu 9 nha mọi người. Đó. 57 triệu 9 cũng đang rút hồ sơ. Con này là vàng đen này cũng là 59 triệu 9. Đó. VR 15V3 2 4 5 6. Còn ở trong nhà nữa nha mọi người. Trong nhà còn được 4 5 con nữa, tầm còn chục con R15 nữa. Hơn chục con. Là 6 con hả? Để coi trong này còn bao nhiêu con mình vào mình quay cho. Đây, R15 nữa nè mọi người. Con này là 54 triệu nè. Đó, R15 V3 mà 54 triệu nè mọi người. Biển số 95. Hai dòng mà xe mà tầm trung mà rất là nhiều bạn chỉ chọn luôn. Biển số 95 54 triệu 9. Con này biển số 83/05885 nè mọi người. Con bên này thì 83/2019 luôn là 58 triệu 9, còn con 54 triệu là 27 nha mọi người. Rồi, con này là cũng 2019 phiên bản Monster nè mọi người. Biển số 67 này là 60 triệu 9. Con bên này là 61 triệu 9 nè mọi người, biển số 50. Đó. Đó, anh em xem đi. Rất đẹp. Biển số 50.
Đó, rồi 15 V3 thì hiện tại cũng còn tầm 11 con. Rồi về Demon nè mọi người. Demon thì anh em hỏi cũng rất là nhiều, mà sẵn tiện nó có một con mới về này. Đây, con Demon mới về cũng là đồng giá là 38 triệu mọi người. 38 triệu là mình có con xe Demon này đời 2019 lên cộng tài thánh Nizin. Coi đi bao nhiêu ngàn, con này đi 5 ngàn. À, con này đi 9 ngàn nha mọi người. Đó, xe đi 9 ngàn, 38 triệu nha mọi người. Đó, mà còn lại bữa nay còn 4 con thôi, bán rồi lại về thêm. Đó, Demon thì về thêm, bữa nay cũng vẫn còn có 4 con thôi. Ngoài ra thì còn rất là nhiều dòng, anh chị và các bạn nào mình đam mê dòng nào thì mình tranh thủ thời gian á, bô đồ có nè, hôm nào mình sẽ quay bô cho anh chị và các bạn á. Mình hứa miết mà anh em hỏi cũng nhiều mình chưa quay được. Với lại ốp đầu R6 nè, ốp đầu R6 cũng có luôn, kính độ rồi gắn chống đổ rồi có cho anh em hết á. Đó, rồi anh em mình mua thì mình liên hệ qua số điện thoại là 092770 và 48 á, hoặc 0976741725. Mọi người xem nhớ like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh nha. Ở đây có dịch vụ trả góp cho anh chị và các bạn á. Còn xe những cái dòng mà phân khối lớn còn rất là nhiều trong rồi. Phân khối nói chung là tầm cũng trung trung á. 300, 400 rồi 600, 900 cũng có. Đó. Ok thì mình sẽ kết thúc clip nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở clip tiếp theo nha.